Hello mọi người, bà xã thấy nấu ăn được, phát hiện nấu ăn được cái hôm nay bắt mình nấu nữa. Hôm nay mình sẽ vô mình nấu cái món gì gì ta, thịt kho tàu hũ nước dừa với lại cái món canh bầu thịt nạc. Rồi. Mời mọi người bắt đầu nha. Đậu hũ kho thịt với lại canh bầu thịt nạc ha. Vợ bắt nấu ăn nữa, này chắc tiêu quá. Đây là thịt, thịt mình đã sắt ra rồi. Thì thịt này mình theo kinh nghiệm của mình đó, thì sắt xong mà miếng nhỏ vừa ăn thôi nha. Thường thường người ta thịt kho là người ta sắt miếng bự lắm, nhưng mà mình sắt miếng nhỏ thôi, vừa ăn thôi, gấp lên bỏ trong miệng ăn là ok. Bầu bầu mình đã sắt rồi. Và đây là thịt nạc để nấu canh bầu. Thì, trước khi kho thì mình phải ướp cái thịt với gia vị trước khoảng 15 phút cho nó thấm. Và tàu hũ này thì mình sẽ chiên sơ lại một lần nữa cho nó nóng, nó giòn. Và mình cái miếng này thì mình xắt lầm tư ra được ha. Đây, thịt mình đã ướp xong rồi ha. Mình để khoảng 15 phút cho gia vị nó thấm vào thịt nó mới ngon nha. Trong khi chờ đợi cho thịt nó thấm gia vị thì mình sẽ chiên sơ lại tàu hũ. Đậu hũ này mình bỏ tủ lạnh mấy tiếng hồ rồi cho nên nó lạnh nguội quá, mình chiên sơ lại cho nó vừa nóng vừa ngon đó.
lật qua lật lại cho nó vàng đều hai bên nha các bạn. Rồi tàu hũ đã vàng ở hai bên rồi, bây giờ mình cho ra đĩa để cho nó ráo dầu và nó nguội, để lát nữa mình cắt làm từ ra nha. Rồi thịt vẫn chưa đủ thời gian để thấm gia vị thì mình lại tiếp tục nấu nồi canh trước rồi mới thấy kho thịt. Nấu canh bầu cho chảo nóng lên. Mình cho một ít tỏi băm vào cho nó thơm lên. Thơm. Cho thịt nạc vào xào sơ. Tiếp đến là cho bầu vào. Thơm quá. Rồi cho nước vào nha các bạn. Rồi, đồ canh sách tuyệt vời lắm. Rồi, nồi canh đã bắt đầu chín. Cho nó sôi xíu cho nó chín bầu ha. Cho gia vị vào. Xong rồi cho miếng hành lá vào nữa là nồi canh tuyệt vời rồi. Rồi bầu đã chín nha, gia vị mình cho rồi, mình cho hành lá vào rồi, nhìn hấp dẫn không các bạn, nấu ăn ngon vậy này vợ yêu lắm cơ. Bà xã rất bắt nấu dài dài luôn. Rồi nồi canh đã chín nha các bạn. Bây giờ là tới mình bắt đầu thịt. Thịt giờ đã thấm gia vị rồi, giờ là bắt đầu mình tiến hành kho thịt nha. Đây mình cho chảo lên bếp, cho một ít dầu vào cái chảo cho nó ướt cái chảo nó không có bị cháy nha. Để mình tạo sơ cái thịt. Đây, dầu nóng rồi, mình cho thịt vào nha. Thao thịt cho chừng nào nó cảm thấy săn thịt lại thôi nha.
trộn đều cho thịt nó săn, nói chung nó hơi săn thì chín đang rồi. Thịt đã bắt đầu săn rồi thì mình cho một xíu rượu nè, có xíu rượu vào để thịt nó sẽ thơm và nó nhanh mềm nữa. Rượu ít thôi nha, nhiều quá cũng không có ngon nha. Ít lượng lượng chừng mình nhắm chừng cho chừng muỗng canh nè. Thịt nó sẽ rất là thơm và nó mềm manh nhanh mềm. Kho thịt mà cho một ít rượu vào, nếu mà ngon thì rượu vang thì nó sẽ ngon. Rượu vang là số 1, rượu vang là ngon lắm. Nếu mà còn không có rượu vang thì mình cứ cái rượu trắng bình thường cũng được, không sao hết. Cái này là ngon, thấy đơn giản dễ nhưng mà cũng là một bí quyết này, làm cho thịt thơm và mềm nhanh mềm. Rồi bây giờ thịt săn rồi ha, thịt săn rồi là mình sẽ cho nước dừa vào đây. Mình cho nước dừa vào đây. Rồi, cái này là mới quan trọng nè. Nước dừa nó sẽ làm rất là ngon thịt và ngọt thịt nữa. Rồi chờ nó sôi lên, nó chín thịt xíu là mình cho đậu hũ vào nha. Đấy, thịt mình nấu trước để cho thịt nó mềm, mình cho đậu hũ, cho đậu hũ vào một lượt đó thì đậu hũ nó sẽ mềm nhũn ra, nó rửa đậu hũ. Nhớ là mình cho nó sôi lên rồi đó, mình cho lửa nhỏ thôi nha, lửa nhỏ để nó sôi riu 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 nó mới mềm thịt và nó thấm thịt ha. Rồi bây giờ nó mình cho cái đậu hũ vào này. Rồi nhờ có miếng rượu mà nó đứng từ xa mà nó bay mùi thơm, mùi thơm nó quyến rũ lắm, bay mùi thơm là muốn ăn liền. Lặn lặn cho cái đậu hũ nó xuống ở dưới chưa, cái nước gia vị này nó sẽ thấm vào đậu hũ nhiều hơn nha. Để lên trên là nó sẽ không được thấm vào đậu hũ. Mình đậy nắp lại cho lửa nhỏ. Rồi, cho lửa nhỏ từ từ là nó sẽ mềm thịt thôi. Nếu như ai ăn được hành lá thì mình cho thêm một ít hành lá lên trên nữa cho có phần hấp dẫn mà nó cũng có thơm mùi hành lá cũng thơm. Nếu như ai ăn được thì cho, ai ăn được thì có cho, thì cho thêm một hấp dẫn thôi. Rồi thịt đó, mình nấu trong vòng 20 phút là nó đã chín mềm và thịt thấm ngon lành rồi nha các bạn. Thịt mềm nhanh mềm, nhờ có rượu nhanh mềm lắm luôn. Rồi thịt đã chín,
Bây giờ là chỉ có việc là bày ra ăn. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái hành trình nấu ăn hôm nay của mình nha. Bây giờ mình nấu xong rồi, bây giờ là chỉ có bày ra ăn thôi, thì mời mọi người ai chưa ăn thì thôi mình sẽ cùng mâm cơm với gia đình mình cho vui vẻ ha. Rồi, xin chào mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.